kiểu nhà đẹp, cái kiểu nhà lạ chứ không phải đẹp. Nó dẹp đẹp gì nè, mà nó cao như nè các bạn coi. Bên kia là cửa hàng buôn đồ. Người ta chờ chừng nào mà đèn xanh thì mới băng qua đường, à, cái xanh cho người đi bộ. Khi mà cho phép người đi bộ băng qua đường á thì kèn nó sẽ kêu lên bíp 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 cho mình nghe, và nó hiện lên cái người đi bộ màu xanh. Cao vậy đó mà nó dẹp đép quá. Ở đây là vùng penthouse, phía trước mặt các bạn là cái nhà để mà mình đến mua nhà, thuê nhà, một cái agent về địa ốc. Quay luôn. Rồi ha, rồi em đi ạ, khi em coi em đi tới. Cảnh đẹp quá. Cảnh đẹp lắm. Cảnh ở đây đẹp lắm. Mấy người mất công nên đứng lại. Đi thì cứ đi đi, đâu có sao. Mm-hmm.